diễn chưa? Vậy ba biết gì không? Ở đây sư cô là nuôi các mẹ bầu và sư cô sẽ nhận nuôi luôn các em bé mà mẹ bầu đẻ ra. Dạ, mỗi mẹ bầu thì có những hoàn cảnh khác nhau và không thể nào nuôi được. Thì ở đây thì các bé này khác nhau về máu mủ nhưng mà cùng chung một mái ấm. Này, ở đây là các gấu bông. Chị đang khâu lại những con gấu bông này. Úi 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 tập nè. 1 2 3 cố lên. Cố lên. Cố lên. Đó. Ấy ạ. Ừ. Hôm nay biết bò rồi. Hi, chào mọi người lại đến với kênh YouTube của Thái Ra Biển. Và Thái mới vừa phát quà cho các cô, các chú ở trên xóm 9. Và này là xóm mà rất là lâu mà Thái mới lên một lần. Thì thông qua thì tất cả các bà con mà nhận được những cái bao gạo, những thùng mì á, là luôn hướng về nhà của cô. Thì cô có người con là đang bị lặn ép á cô ha. Dạ. Anh lặn ép được bao lâu rồi cô? Mấy năm nay rồi. Dạ. Bây giờ thì phần trăm mà mình để còn là như thế nào ta? Tỷ lệ phần trăm mà mình bị á, là anh có đại tiện được không? Mấy hôm là nó đái ỉ bằng táo đồ. Chiều bây giờ cũng được, nó lấy cây rồi nó đẩy. Bây giờ chị nhức chân nhức tay đồ á. Vì ấy được không? Vừa bây giờ nó lấy cây nó đẩy ra mày đó. Dạ. Nó lấy bô rồi nó đái nó ỉ. Dạ. Em cũng quay mấy cái video lặn á anh. Anh Lạc là anh trai em, anh Sạc luôn. Không biết anh biết không ta? Anh Sạc Long Gió. Dạ. Thì anh Ba và anh Tư và ba của Thái cũng là một trong những tay lặn cũng rất là lâu năm rồi. Và lặn xuống đại dương, khám phá đại dương đã lắm. Nhưng mà một khi mà đến mùa Bắc hoặc là gặp những cái dòng nước lạnh á. Dạ. Dạ, nếu mà bị ép là mình gặp những dòng nước lạnh hay là nước nóng mới bị anh nhờ? À. Mình bị ép á, cái áp suất á. Đó, giá vậy đó, nước lạnh. Dạ, nước lạnh á. Ấm không, ấm phố thôi. Dạ. Nước lạnh nó không bị giá không? Dạ, nước nóng là bị không bác? Nóng, nóng dạ. Bị. Nước nóng là mình lặn xuống là cái áp suất nó thay đổi là mình sẽ bị. Dạ, cái lúc đó mình bị mình có đi đâu điều trị không cô? Có, đi Sài Gòn, về Gia Tăng. Anh có gia đình chưa? Ba đứa con à? Ba đứa con à? Dạ, giờ ba đứa nhỏ vẫn đi học với anh hay sao? Có con đứa 10 tuổi nó học à, mấy rồi cho nó học à, nó học giỏi không? Dạ. Có đứa dốt. Dạ, có một bạn thì nghỉ học. Thằng tay đổi đi học. Xong thấy vậy nó đi nó bỏ nó đi nó thấy vậy nó đi kéo sò đi biển. Dạ. Nó đi làm nó thấy vậy á. Dạ. Có nghĩa là đứa đầu thì khi biết cha bệnh á, bắt đầu là suy nghĩ và cũng là từ đó là nghỉ học để kiếm tiền nuôi các em đang học thôi chú ơi. Dạ. Giờ thì mình biết thêm một hoàn cảnh rất là cần sự hỗ trợ. Thái thì kênh Thái là chuyên về ẩm thực nhưng mà lần này có duyên Thái về đúng lúc ngày rằm tháng 7 để phát quà. Và thật sự là tất cả cái món quà mà 100 phần là không đủ cái nhà. Nên là Thái lấy thêm một ít tiền nữa. Hơn là trong túi Thái là có bọc thêm 1 triệu nữa là gửi đến cho các bà con mà mình chưa có phiếu. Thì qua đây á, thì em có tiền của chị Hưng bên Mỹ có gửi thì con chích ra 400.000, con bác đại diện bác nhận giùm con. Đây là tiền chị Hưng và Thái sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ kiếm tiền để phụ giúp thêm những hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là những cô chú anh chị ở quê Thái cần. Thì em qua đây thì em về có một ngày à. Em có gì em chúc anh sức khỏe. Chị bên Mỹ sao? Bên Mỹ sao? Em quê mình, em Phước Thể. Dạ, còn tiền này là của cái chị bên Mỹ á. Dạ, có ít thì con gửi ít. Và nếu như có cô chú nào mà có ủng hộ cho anh tên gì? Tên Bi. Tên Lê Bi. Lê Bi. Anh Bi. Tên cũng tên Đen luôn, hai tên luôn. Anh Bi và anh Đen. Hai tên luôn. Hai tên luôn. Dạ. Tên Tâm Anh Bi. Dạ. Thôi em chúc cho em nắm tay cái này. Chúc sức khỏe nha. Dạ. Mạnh khỏe nha. Bác cũng chăm anh
Dạ, dạ. Thì chắc chắn thì dầm tháng 8 Trung Thu thì hy vọng thì sản lượng nước mắm và cũng như hải sản mà Thái bán được nữa thì có lợi nhuận thì Thái sẽ trở về lại quê hương mình và tổ chức Trung Thu cho các bé và cũng như là phát quà cho các cô chú một lần nữa. Dạ, đây. Chúc cô sức khỏe. Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ, nắm tay lần nữa. Rồi chú ăn. Dạ, chú ăn gì vậy? Cá khô. Định đi về mà thấy cá khô ngon quá cả nhà. Cá khô. Chấm cái gì chú? Chấm xì dầu. Chấm xì dầu thôi. Dạ. Bác là ba của anh Đen hả bác? Giờ bác là làm ngành gì bác nhờ? Cũng đó nói về đó còn nuôi nó bác là làm cái này bác yếu rồi. Giờ đi tắm nước cũng chạy à. Dạ, giờ đánh lưới bác ha. Sống qua ngày. Dạ. Đấy, xôn cơm dễ thương quá hờ cả nhà ơi, đây, xôn cơm. À, là đang đợi gia đình ra ăn cơm bác nhờ. Dạ, thôi bác, con. Bác đi biển mà. Dạ. Em xong rồi nằm nghỉ chút đi biển mà. Bác đi biển? Đi biển giờ đêm vậy luôn á? Đi đêm không ai. Là đi đánh cá vào buổi đêm luôn. Wow, thôi con chúc bác sức khỏe nha. Chúc bác. Cháu cá cải, cá khôn rồi bác lại tầm mới giờ. Nè, nói vậy. À, Thái được bác tặng cho vài con cá khô. À, để cho. Dạ, rồi, quý quá cả nhà ơi. Ê, về quê mà ăn được những cái con cá khô thế này với cơm á, trắng rất là ngon. Và đây là cá nhồng, một trong những là đặc sản của quê. Dạ, mình đánh lưới mình có gặp cá nhồng nhiều không chú? Có chứ, mà lưới cá chúa là nó ít. Còn lưới tao có nhiều, vẫn dạ. Chục ký đôi lên. Dạ, lưới mình lưới nhỏ hả chú ơi? Cái thúng nhỏ hả? Đầu lưới mình đợi, còn tao phải nằm dưới nó đóng nhiều. Dạ, dạ, dạ. Cá tư lưới bù. Ồ, nhiều quá bác. Có không? Giờ chiều mai cho tôi lấy rồi. Dạ. Dạ. Dạ, bác chia sẻ là ngày nào bác cũng đánh cá tươi vào. Cá tươi vừa không ăn, vừa xỉ. Dạ. Ngon quá xỉ. Đây, một bị luôn cả nhà ơi. Dạ, về quê mà được người... bạc cũng như hàng xóm mà cũng như là nhận được những cái món quà như thế này nè, Thái rất là thích, hay là cực kỳ là xúc động luôn. Dạ thôi con cảm ơn chú một lần nữa nha, con vào Sài Gòn là con ăn cá nhồng là con nhớ tới chú tới cô. Dạ. Đây chung nữa đây tâm. Dạ. Em nó bị cái gia đình cho này cũng có mình chú làm mà cũng có vui. Một mình chú là nuôi hết luôn. Rồi. Tính ra là phải nghị lực lắm á. Con nghĩ là đến khi cô chú già đi thì sao nhỉ? Thì một bước khó khăn luôn nữa. Già nãy chú 60 tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà thật sự cái này Thái phải chia sẻ và mọi người không biết anh nhìn thấy được không. Với 60 tuổi á, mà đối với những cô chú Sài Gòn mà nhìn rất trẻ, nhưng đối với người làng chài với Thái, ngay cả ba Thái nữa, thì là nước da đen á, làm cho con người mình á, là già đi rất nhiều. Dạ. Thì con hy vọng thì ngoại hình thì già là trẻ không quan trọng, quan trọng mình có sức khỏe và mình nuôi nắng con. Cho nên người ta có câu nói á, là chỉ có con bỏ cha mẹ thôi, chứ ba cha mẹ đời nào mà bỏ con, đúng không cả nhà? Đúng. Dạ. Thôi thì con cũng xin phép con về nha. Dạ. À, hiện tại thì anh em mình cùng với chị ba đang chuẩn bị mang sữa. Chạy đến tới được luôn anh. Mấy thùng thôi, mấy thùng. Dạ. Đúng rồi. Thùng nữa đi. Thùng nữa. Vậy cái 3 thùng anh nặng lắm, anh thùng 2 thùng đi. Chị ba phụ một thùng cho nhẹ nhẹ bớt. Hiện tại thì Thái cùng người anh ở bên Mỹ về. Thì anh xuống nhà Thái ủng hộ bày chai nước mắm. Máy ấm hôm bữa Thái dẫn chị Song Hỷ đi cả nhà. Bây giờ là anh muốn tới và chia sẻ cho các con một ít sữa. Chào chị nha. Hôm nay có anh bên Mỹ về gửi cho các con một ít sữa. Dạ. Dạ. Giờ các bé mới ngủ vậy anh chị? Ngủ hết em mới ăn xế. Mới ăn xế xong uống sữa xong. Bị học đi chơi các con. Dạ. Thấy nhà biển lan tỏa mình mới biết được. Dạ. Cảm ơn. Dạ.
diễn chưa? Bé đứng cột tóc lại. Dạ. Ờ, trên này là khu vực các bé nhỏ tuổi hơn. Bé nó còn nhỏ nó không biết. Dạ. Em bé chưa lớn rồi nó chú lên chào. Dạ. Ở đây có anh qua anh chơi với các bé, đây chị của em. Em qua mấy lần rồi quen luôn. Dạ. Dạ em chào chị nha. Đây là khu vực các bé nhỏ hơn anh. Bên này là các phòng. Đây là các bé sơ sinh. Ồ, hôm nay sao thấy bé này lạ lạ nha. Bé nhỏ được chứ em tới là chưa. Nè, cạo đầu đây. Mới cạo đầu đây luôn hả? Ơi ngủ đây nè. Nhìn các em này cả nhà ơi. Có những em mà đang ngủ rồi. Em này thì chắc cũng mới được vài tháng ha. Hey. Hey. Cưng ngon. Chị ba là thích con gái lắm. Chị ba là đang ước ao là đẻ đứa gái. Hình như bé này là mới sinh này. Dạ vậy. Ui. Chị ba là thích lắm. Bé gái là bên này nè chị. Đây là em bé này chắc mới sinh. Chị, bé này là mới sinh đúng không? Dạ, bé là chưa đầy tháng. Mai là đầy 1 tháng đấy chị. Chưa đầy 1 tháng. Dạ. Đây, đây là bé gái vậy hả? Ui. Tân ơi. Ê, chị ba là thích lắm. Các em đang được ủ ngủ. Gái đúng không? Phái phái liền, phái phái. Rồi, cho mợ ba ẩm một miếng không? Chắc em đang cho ăn á. Đây, mợ ba là rất là thích bé gái. Đây, mợ ba lơ là mai mốt mợ ba xin em gái nha. Đây, mợ ba rất là thích em gái nhưng mà để bạn phát ra là bé thứ ba là cũng con trai luôn. Ừ. Chơi kìa. Ừ. Ừ. À, ở đây có các bạn tình nguyện viên này cùng cái nhà hảo tâm lên mỗi ngày để phụ chăm các bé cả nhà. Ui vậy được kìa. Yên 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 yên. Đây nè. Em này thì Thái nghĩ là bé mới đẻ khoảng 1-2 tuần thôi nè. Nhìn bé là nhỏ nhất. Rồi. Mặt đỏ rồi, khát sữa rồi. Hôm bữa trước Thái lên á thì là chưa có bé này và Tư nói là có một mẹ là sắp sanh thì bây giờ cũng gần 1 tuần rồi, chắc có thể là bé này nè cả nhà. Chừng em đợi. Vậy ba biết gì không? Ở đây sư cô là nuôi các mẹ bầu và sư cô sẽ nhận nuôi luôn các em bé mà mẹ bầu đẻ ra. Dạ, mỗi mẹ bầu thì có những hoàn cảnh khác nhau và không thể nào nuôi được. Thì ở đây thì các bé này khác nhau về máu mủ nhưng mà cùng chung một mái ấm. Thì ở đây là các gấu bông.
chị đang khâu lại những con gấu bông nè. Úi 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 tập nè, 1 2 3 cố lên, cố lên, cố lên. À, ấy à. Ừ. Hôm nay biết bò rồi. Tám gái bảy trai. Hôm nay tới thì sư đang ở chùa ở trụ trì dưới kia. Vậy hả? Dạ, biết gái là chị đang bồng á. Dạ. Wow, các em đang học chữ nè. Giỏi quá ta. Chung vô không cô mà. Hiện tại là có một bạn đang bị phạt. Bị phạt rồi, buồn rồi, bị phạt rồi, lì quá bị phạt rồi. Các con đang tô màu hả? Tô màu. Đúng rồi, giỏi quá. Dạ đúng rồi. Ồ, giỏi quá ta. Em tên Đạt đúng không? Đạt. Ồ, tô màu đẹp quá. Phụng. Hả? Sâu phụng. Ồ. À, các em đang tô màu. Em này bị phạt rồi. Ồ, xôi đã quá. Này là xôi giòn cô. Xôi cúc. Xôi cúc này một phần vậy là bao nhiêu tiền ạ? 10.000. Ở đây là cô bán xôi cúc nè. Ô bắp nè, cho con một hộp bắp nữa cô ạ. À. Một hộp bắp. Bắp hột hay bắp nhão em? Dạ bắp hột. Một hộp xôi cúc. Bên này là bắp nhão. Đây là đậu đen. Đậu phộng. Bắp nhão giống ở quê mình nè chị. Hay là hai cái trộn được không cho cô? Được. Dạ cho con hai cái trộn luôn. Bỏ đường riêng nhá. Dạ. Ui đã chưa? Có ăn đậu ăn hành đầy đủ không? Dạ. Trời mưa á cả nhà. Trời mưa mà mình ăn một hộp bắp rất là ngon. Và Thái mới vừa tiễn anh lên xe về lại khách sạn. Và nãy Thái đến thì sư đến chùa rồi. Thì nãy sư có về là anh có gửi sư một ít tiền để hỗ trợ giúp các bé, các con. Thì lúc mà cái cảnh đó thì Thái không có quay bởi vì anh không đội diện được á cả nhà. Nên cả nhà thông cảm nha. Ui, xôi đậu đen nè. Một hộp nào cũng 10.000 đó cô ơi. Dạ. Đây là xôi đậu phộng. Ồ. Cô bán này bao nhiêu năm rồi cô? Cô bán gần 20 năm rồi. 20 năm? Wow. Là cô bán là chiếc xe này là cũng 20 năm rồi đúng không cô? Đúng luôn cô? Đúng rồi. Wow, đây là tại vì thấy thấy chiếc xe hai sườn này là giống chiếc xe ngày xưa nè. Xe cổ đấy. Xe cổ cô ha. Chiếc xe này mà bán đấu giá giờ nhiêu cô nhờ? Ai người ta mua chi? Dạ, dạ cô kêu là ai mà mua chi dạ. Của con hết nhiêu tiền con gửi? 30 ngàn. Dạ. 30 ngàn. 30.000. Bán xôi này một ngày kiếm khoảng nhiêu tiền cô? 200. 200.000 là đủ ăn cô hả? Dạ. 30.000. Con gửi cho cô thêm 70.000 là 100. Con cô thối lại con ít thôi. Là con gửi cho cô 100.000 đủ 100.000 để cô ăn mua cá và ăn tiếp. Nè, mua cá và ăn thêm. Ủa cái này là đậu xanh nè cô ha. Đậu xanh đi, bán xôi bắp đây. Ê, đã chưa. Cô người ở đâu ạ? Cô Nam Định. Nam Định. Đây 400. Dạ rồi, con chúc cô sức khỏe nha. À, cảm ơn nhé. Đây, chiếc xe và một bánh xôi, 20 năm rồi cả nhà ơi. Chào cô nha. Wow, chị ba là ăn xôi bắp dẻo. Bắp dẻo này. Nóng mà ngon ha.
Wow. Vừa nóng và vừa ngon. Ồ, chị ba hôm nay tới thì thấy hoàn cảnh cái con sao? Muốn ở là ở lại vòng đứa gái. À, muốn ở, muốn nãy chị ba hỏi là xin xin được không? Tập kè. Con vui không? Kiếm lại cho em đó. Hả? Đang lựa những con tôm càng to nhất và sống như cả nhà. Tiền được không? Okay. Cho tiếp liền đi. Anh giá nó thì bây giờ. Kiểm tra báo liền rồi cho em. Càng sen là cái càng nó nhỏ. Cái càng nhỏ. Còn nãy bỏ sinh tà càng nhỏ này. Cái đó là loại rẻ tiền. Càng bự. À càng bự, còn càng nhỏ là nhỏ này. À càng nhỏ. Là càng sen sẽ mắc tiền hơn và ngon hơn. Giờ mình sẽ học thêm một cách là chọn tôm càng. Vào nó bốn tiền vui. Nhìn mê chị ba đã quá mình sống không nhảy lên tầng lên này. Tôm càng nhỏ gọi là tôm càng sen sẽ ngon hơn cả nhà, đặt nhiều và giá nó sẽ mắc hơn. Tôm như là tôm xào á anh. Anh sẽ lựa tôm càng sen cho mình. Hồ ghẹ và cua cả nhà. Đây là cua cái, cua gạch. Đây là ghẹ này. Ghẹ xanh nha cả nhà. Rất đã nha, rất đã nha, ghẹ ngon nha cả nhà. Đây là ghẹ đực. Thái sẽ bắt một con ghẹ cái lên nè. Đây, ghẹ cái. Ghẹ cái thì size nó sẽ nhỏ hơn nhưng mà nó có gạch ngon. Ghẹ này mà hấp lên nè, đỉnh của chớp. Mê chưa cả nhà. Wow, sò huyết siêu khủng nha cả nhà. Sò huyết cồ Cà Mau, cả nhà có thích không ạ? À, rất ngon nha, hàng sống nha. Sò huyết này mà chỉ cần la cốt hay là nướng mọi thôi. Dạ. Dạ. Rất ngon. À, hôm nay qua là thấy sò huyết này là thấy rất là mê. Sò dương này. Lương nha cả nhà. Lương hôm nay thì Thái sẽ nấu món là lương ôm chuối đậu. Thái không có dám làm lương tại vì Thái rất là sợ những cái con dài dài này cả nhà. Wow,
một trong những chuối mà Thái rất là thích đây cả nhà. Đây gọi là chuối sáp ăn xin. Chuối sáp mặt. Ngon lắm cả nhà ơi, cắn ra là ở trong nó có mặt. Sáng là Thái mua về ít nải chuối vườn luộc. Hút chân không. Chuối này là chị dặn Thái là nấu dừa. Nhưng mà Thái không biết nấu cả nhà ơi, nên là sẽ hút chân không mà thêm bị nước cốt dừa gửi ba chị luôn. Xã Thái là ngồi lột chuối. Những cái bị hút chân không. Ngon lắm, mời cả nhà nha. Không thể nào kiềm chế được. Cái mặt nó là ngon ngọt có cái mặt nè. Chuối đây nếu mà mình mua ở ngoài thì là rất là nhiều chỗ là mình sẽ bỏ nghệ vào cho cái màu nó vàng. Còn ở nhà mình luộc thì không có màu. Ngon, cháo chuối rất là ngon. Ngon quá. Hôm nay đi chợ mua lương. Thì Thái cũng mua thêm một ít lương để nhà mình ăn luôn. Xem thử chị Ba nấu lương ôm chuối đậu như thế nào. Và mua thêm tôm càng. Hay thấy chị đặt hàng nên nhà em Thái cũng ăn để review những cái món mà chị Ba nấu. Ngon quá. Đây gọi là chuối sáp đó cả nhà. Wow. Đây cả nhà ơi. Chuối khi mà được ông xã Thái hút chân không nè. Trời ơi đẹp chưa. Nhìn dễ thương quá. Cưng ơi cả nhà. Đây chuối. Chuối sáp đó cả nhà. Tôm càng kho tiêu. Đây tiêu xay. Nhà chị dùng tiêu ít cho nên là mình không có bỏ thêm tiêu hộp vào. Nếu như người lớn tuổi mà ăn chúng tiêu hộp thì rất là cay cả nhà. Và trẻ em nữa. Đây là nước mắm của Thái nhà biển. Wow. Nước mắm này thì Thái có hai loại nha. Loại một thì là giá là 140.000 một lít. Còn loại 2 nước mắm nhà em Thái thì có hai loại. Loại đặc biệt là 190.000 một lít. Đây là nhà Thái đang dùng nè. Hàng nguyên chất 100%. Rất là ngon. Và đây là rổ tôm càng gần 6kg cả nhà. Rất ngon. 1kg là tầm khoảng 7-8 con. Cái này là nãy anh Ba làm á chị. Đây anh Ba cắt đuôi. Cắt cái gì cái đây? Cái chân cái vi. Tôm càng mà kho thì là Thái lựa tôm càng là cái càng nó nhỏ là mình cắt bỏ càng. Còn nếu mà cái càng lớn á là có thịt đó là giá nó sẽ dễ hơn. Bên này là một nồi canh chua. Canh chua ngày hôm qua là cái đầu của con cá hồng đó cả nhà. Đây nè. Nếu như cả nhà ăn được đầu cá thì đầu cá rất là ngon nha. Hai bên má này nè. Là thịt rất là dai. Nhưng mà hơi nhiều xương lớn một xíu thôi. Đây. Đầu cá. Đây. Và nấu canh chua. Wow. Tuyệt vời chưa cả nhà ơi. Đây. Đầu cá nấu canh chua. Yeah. Mình cho đó vào tí chị. Mỗi gia đình thì cách nấu ăn sẽ khác nhau. Nên hôm nay em Thái chia sẻ cách nấu ăn của chị Ba. Người phụ nữ luôn nấu ăn cho gia đình nhà Thái. Thì Thái chăm con này, rồi edit video này, quay video này, và soạn đơn hàng, lên đơn hàng nữa. Và rất vui được nhiều cô chú anh chị quan tâm tới hải sản làng chài quê em. Và hôm nay thì mình sẽ nấu tôm càng kho tiêu. Với trường phỏng chị từ từ. Thường thì mình có tôm thẻ kho không chị ha?
Tại vì tôm càng là một trong những con tôm là sẽ cái vỏ nó cứng đó cả nhà, kho cho nó thấm. Mùi thơm chưa, mùi nước mắm bốc lên đã ghê á, thơm lừng cả nhà. Cả nhà cũng có thể là áp dụng để mình thử hôm nào mình dùng tôm càng kho tiêu nha. Đây là món đầu tiên luôn ha chị ba. Và một cái món nữa đó chính là lươn ôm chuối. Tôm đại luôn. Tôm đã. Đi mua tôm mà chị ba nói trời ơi Thái ơi tôm to đã ghê. Về anh ba đâu trời. Ngon quá Thái. Hên là em Thái mua dư cả nhà. Mua dư tại vì hôm qua là mình nấu cái mẻ đầu hũ mà kho ổ qua chị. Là mình mua đúng số ký của chị. Hồi cả nhà nói là thơm nứt mũi. Thơm nứt mũi luôn ở nhà. Và định là sẽ làm vài bát cơm nóng. Nhưng mà chỉ mua đủ số lượng thôi. Hôm nay là rút kinh nghiệm là quay video là lúc nào cũng mà nhem. Cho nên là mua dư để cùng thưởng thức và review cho cả nhà mình luôn. Đây. Cái cơm là kho hai lần rồi chị ạ. Đã quá. Thơm lắm cả nhà ơi. Và đây là nồi nấm kho mặn này. Nấm rơm. Cái này là nấm kho mặn là Thái kho cho chị Hưng. Nấm rơm kho mặn. À, tí nữa để nguội vừa bắt đầu mình sẽ cấp đông và mình đưa các bạn này đi qua Mỹ. Hôm bữa đi quay mua đậu hũ á, chị Hưng thấy chao ngon quá, nhờ em mua ít hũ để vào thùng xốp và đi qua Mỹ chung luôn. Chị ba gửi cho em cái này với. Đây là chao, gọi là chao gì ta, chao nhà làm. Chao ngon lắm mấy nhà, tại vì hôm qua rất là ngon và rất là tuyệt vời. Đây một trong những cái chao mà rất là ngon. Đây nè, cực ngon luôn. Thơm lắm. Đó, chị gửi mua 4 hũ. Phải nói là chao này phải nói là rất là ngon. Đây nhà em Thái ăn nè. Đây. Đó, nhà em Thái ăn dùng nè. Đấy, ăn ngày hôm qua mua đồ hũ á, thấy chao á ngon quá, cũng mua một ít về làm bánh chén cuốn. Bên này thì chuối đang ngâm. Chuối ngâm gì chị? Chuối ngâm muối cho nó đen. À, chuối ngâm muối cho khỏi đen. Bên này là lươn nè cả nhà. Đây lươn. Lương này thì tanh lắm mà cũng khó làm. Và hôm nay cũng nhờ chị bán hàng á, chị làm cho mình luôn, sạch rồi này. Không có còn nhớt nữa chị đây nè. Chà sạch lắm rồi. Cho nên á, Thái hồi sáng này Thái đi chợ phải nói là gần 3 tiếng đồng hồ. Là hết 1 tiếng rưỡi là để đợi lương. Chị nói là phải làm cho sạch, cho không có bị nhớt này cả nhà. Đây nè, không bị nhớt luôn. Lương này hồi sáng là hình như là bao nhiêu tiền một ký á, là 5 ký, gần 5 ký giữ chị ạ. Sáng mua hết đóng lương của chị đó là 5, gần 5 ký rưỡi á. Là chị Hân dặn 5 ký xong còn nửa ký là em cũng lấy luôn. Để mình thưởng thức, mình lấy một ít, mình thưởng thức chị. Đây, ngon lắm. Sạch ha. Sạch đó luôn, không dạ. Nhớ còn gì đã. Tại vì mình chờ bả làm, bả đang chập nó cho nó hết cái nhớ. Đúng rồi chị. Có nghĩa là sáng á, chị ba nói là Thái ơi sao mà lâu quá, bởi đợi về sớm nấu ăn cho gia đình mình ăn nữa cả nhà. Rốt cuộc là nhận lại là lương rất là sạch sẽ và không có bị nhớt. Ui wow, chín thì chị ba nhờ. Đỏ rực luôn cả nhà ơi. Thơm quá à. Cái này làm bát cơm nguội thôi chứ trời ơi nhất cây nách. Mê nha cả nhà ơi. Nè cái gạch nó chảy ra đầu rồi nha. Tôm càng kho tiêu ở nước sốt anh bỏ đây nè. Nước sốt thì anh thức sẽ cho vào biển trên phong như thế này.
còn nóng, hơi còn hơi nóng xíu anh, cho nó nguội xíu. Sau đó mình sẽ đắp đắp cái này luôn anh. Đây này, mình hút chân không. Nếu mà như gì này cho nó khỏi bị vỡ chân không. Cái này nó hơi bị nóng các bạn, đúng không? Đẹp đấy, ý tưởng hay, quá là tuyệt vời. À, cái món này rất là quan trọng, bởi vì nhà Thái là chưa nấu lần nào. Có thể là rất là như là món này là chủ yếu là cô chú miền Tây là nấu nhiều cả nhà. Giờ thì phi tỏi với hành, một bên này là rất là sôi và thơm này. Đây là tôm càng kho tiêu son thứ hai. Thơm quá. Tôm này trời mới đổ một cơn mưa rất là lớn cả nhà. Cực kỳ lớn luôn. Đây chị đang phi tỏi, phi hành này. Đấy, những bữa những món ăn là đều có nước mắm của Thái Nhà Biển hết. Thơm lần nha cả nhà. Tỏi với hành phi lên thơm chị ha. Về món này thì như là thấy lúc trước Thái có đi ăn nhà hàng một lần á, là có cả mắm tôm nữa, nhưng mà thấy sợ chị bên đó là không quen ăn mắm tôm cho nên là Thái không có dùng mắm tôm, nấu theo khẩu vị và người nhà mình ăn thôi cả nhà. Đó, nó xả vào nước tôm đó cả nhà. Cá thôi. Để nó bay cái mùi đó ha. Thịt bắt đầu tăng rồi cũng ngon. Dinh dưỡng. 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 Sau khi mà để hương thấm gia vị vào, rồi ớt, miếng mắm, đường, sau đó là mình sẽ bỏ lá lốt, lá tí tô, nước và kèm không thể thiếu đó chính là chuối này cả nhà. Đây là chuối xanh đó chị. Chuối xanh, chuối già. Rồi chuối già. Rồi bơ lương này. Đã. Sang lại. Nhớ không nhau thì sạch sẽ. Ô cái chị đó làm lương sạch lắm ở nhà. Làm mà thấy về thấy cầm con lương là không ướt có miếng nhớ vào luôn. Từ từ đi chị, để nó nét từ từ đây. Cứ để nguyên hiện trường đi. Tại vì nãy là nó săn còn bây giờ lương nó dễ nét lắm. Cho chuối vậy. Dạ, bây giờ mình cho chuối. Rồi mình cho chuối vào, mình đổ nước vào, bắt đầu mình đợi chuối chín. Mời cả nhà đến với ăn buổi cơm chiều cùng hai anh em. Hôm nay thì Thái có món canh chua. Đây là đầu cá này cả nhà. Đấy, đầu thì có xương với da và một ít nạc. Đây là đầu cá hồng. À, rất là ngon. Thì, như Thái tâm sự với mọi người á, là chị lấy phần thịt ướp xả ớt đi Mỹ thôi, còn phần đầu cá thì em Thái giữ lại. Đây, cái phần má này ngon anh này.
Wow, cho ra đĩa luôn. Thằng má này cái thịt nó là dai này. Đó, đó thằng đó là ngon nhất á. Đấy, thằng này là dai, ngon, đã. Hai cái má. Còn bên món bên này là tôm càng kho tiêu. À, sáng này em Thái mua gần 6 kg. À, để em Thái được thưởng thức những cái món mà em Thái ăn thử là có ngon hay không. Đây là tôm càng kho tiêu. Đây, hai quê của Thái là giống giống như là gram tiêu cả nhà. Đây được anh ba là cắt cái đầu với lại đuôi. Bên này là lương. Sáng thì căng là 5,5 kg, chị gửi mua là 5 kg. Không biết lấy nhiêu khúc, đây là đủ nửa ký chưa em không biết. À, xem thử là cái phần nấu ăn của chị ba là có đỉnh chưa. À, cái phần món lương đây này cả nhà, ôm chuối đậu. À, khúc lương nhìn đã, thấy dặn là lấy cái khúc mà to, con to cả nhà. Đây, và đây là đậu phụ đây, thơm mùi lá lốt với lại lá tí tô nữa. Bên này là cái đuôi này cả nhà. À, giờ hai anh em mình ăn cơm thôi, chiến thôi, và không thể nào thiếu khi mà mình ăn món canh có cá nước mắm. À, nước mắm đặc biệt cả nhà, để phân biệt được đây là đặc biệt này cả nhà. À, nước mắm đặc biệt giá là 190.000 một lít. Thì cả nhà mà nghe tiếng sẹt sẹt là Lì Em đang đóng những chai nước mắm ở cả nhà. Cảm ơn quý cô chú, quý anh chị luôn luôn ủng hộ Thái Gia Biển về nước mắm nêm và cũng như là nước mắm nghỉ cá cơm của em Thái nha. Mắm nêm này thì là 45.000 một chai, ăn bún này hoặc là mình làm gỏi cuốn mà chấm cũng rất là ngon, rồi nhất là thịt luộc đã. Em chai mắm này lên thì bún cũng đặc. Trời mưa nữa anh ha. Còn nước mắm nhĩ này thì quá tuyệt vời rồi, đảm bảo sức khỏe luôn, không bao giờ hóa chất. Đây anh khui cái chai nước mắm của vợ anh này, của chị ba nhà mình á, để ăn tôm càng. Cả nhà mà mình dùng hải sản, mua hải sản bên Thái á, đều tặng được một chai nước chấm này. Đây, một chai nước chấm dẻo rất ngon. Và nếu như mà mua lẻ á, thì chị ba nói là chị ba bán là 35.000 đồng một chai. À, để có công ăn việc làm đồ, gọi là sao ta mà để không được không buồn ha. Hỏi bấm điện thoại coi live stream. Mua quần áo live stream, mua quần áo. Hôm nay hai anh em ăn cơm sớm, sau đó mình sẽ mình ăn nhẹ anh. Sau đó mình ăn buffet. Hôm nay dắt cả nhà Thái đang buffet. Thì mà cả nhà cùng em mới lại em Thái đó nha. Để mong người lạ nè. Ăn thử. Qua thịt này liền. Thôi cả nhà quay cho thịt nè. Màu. Ngon anh. Tắm ngon rồi. Em ăn cá. Đây là phần cái má của con cá dài đó. Mắm. Ngon, món mà lương ôm chuối đậu này á, thì em nghĩ là người miền Tây ăn nhiều. Đúng rồi. Mình đang biển mình ít biết đó. Chuối ăn sống gì có chát không anh? Không, chín luôn à. Ồ, hay nha. Chín luôn. Dạ. Hay quá. Ăn bùi bùi. Dạ. Bữa nay trời gió không anh ba? Bảo mà. Ngồi đây có mưa không nữa? Mưa. Ở bên trong là Lì Em nó đang đóng hàng á. Đó. Rồi thường là Thái đi quay là cái view nước mắm ở cả nhà. Mà nay thì đang đóng hàng thôi. Còn lại tìm anh ba. Dạ. Dụ anh ba đi lên máy ấm của cô Trúc Từ. Của sư cô Trúc Từ á. Ui, trang nước thì đã. Nước ngon anh ha. Trang ngon á. Nhưng mà không tìm được anh ba, thế là em vũ chị ba đi luôn. Anh ngủ tình ghét đi. Bắp này hơi già. Ngon em không? Ngon. Giờ anh nói á, chị ba nói là lần đầu tiên á, chị ba nấu món đó đó. À, theo công thức gia vị ở trên YouTube. Sau đó là nêm nếm. Ờ,
ở nhà có mùi lương á, về nấu món này ngon à. Làm cuối đậu. Ừ. Mùi lương ôm chuối đậu. Đậu là đậu hũ. Chuối là chuối già. Hồi sáng á, đi chợ, chị ba mua chuối hột. Dạ. Dạ, không phải, chuối già mới đúng. Ừ, rất ngon. Đường chấm mới làm ăn, mắm này cũng ngon hả? Hai chữ nước miền Tây hả? Chấm muối ớt á. Muối này, cái muối dẻo này á. Nè, cho lấy nhà cho. Muối dẻo nè, ngon lắm. Nè. Hiện tại thì trời sắp tối rồi. Nên là ánh sáng không có được chỉnh chu lắm cả nhà. Là tầm một cái mưa. Cái mẹ mưa. Ở đây mai mưa biết à. Dạ. Bảo vô thì năm mà. Em xin phép dùng tay. Đây làm con tôm càng nè. Wow. Ui. Em thấy phần gặp nha. Ừ. Dạ. Đó. Ừ. Ui gạch vàng đầy ắp luôn nè. Rồi anh ăn con. Mời tới nhà nha, gạch này. Mời tới nhà. Béo. Mời cả nhà không nha. Ừ, ngon lắm nhập. Thấm. Múc múc cái đậu lắm á. Lần đầu tiên mà mình ăn tôm càng kho tiêu anh ha. Ở nhà là ăn tôm nhỏ nhỏ mà. Mà chị kho tôm này lâu lắm á, để cho nó thấm vô rồi cái vỏ nó dày á. Vỏ thấm tiêu tỏi không ạ? Thịt quá lắm nè. Ngon. Bóp bóp. Cái đậu nó gặt ngon lắm. Là con thứ hai. Thấy anh làm tôm đẹp không? Đẹp. Cả nhà thấy anh ba cũng thấy làm tôm cũng thôi được á. Ban đầu là thấy nghĩ là sẽ để giữ nguyên càng, nhưng mà cái càng nó nhỏ, thấy lựa tôm nhỏ là tôm cái càng nó nhỏ là giá nó mắc tiền hơn, còn mà càng lớn á là dễ tiền. Càng lớn là anh để lại thôi. Dạ, nhưng mà cái anh mà bán á, anh nói là càng lớn dễ hơn là dạ. Theo em chọn cái nào, mà em thấy chị mua về kho thì không có cần nhất thiết cái càng á. Đúng rồi. Cho nên là mới chọn tôm này. Gạch béo. Nếu mà một tôm càng to mình lấy lại cái càng mình hấp. Hấp dạ. Lên. Đồ nãy cầm trăm nên mình thấy thèm bún ngoài. Chắc mà ăn quá. Mà mà mua lấy thịt ba dùa em. Nếu mà lương ôm chú đậu này mà cho thêm ba dọa vô cũng ngon anh ạ. Rồi muối dẻo nè. Mà cả nhà. Muối rất ngon. Muối thì làm có lá chanh đó. Chanh nè, thơm ăn không? Ăn tung lá nó thơm lắm à. Ba mươi cộng năm. Ít rồi, tí nữa thì ăn bắp bê nha. Cái hầm này có dạng không? Cái hầm dạng. Làm con cá nha, anh ba người làm cá, anh ba thấy cái lưỡi câu to luôn. Mắc cồn luôn. Nằm câu trong trong miệng đó. Dạ. Xong câu cắt bỏ. Là anh ba làm cá mới biết về, nói trời ơi Thái ơi không làm rồi, qua đó là thấy cái lưỡi câu nó to lắm.
cho nên là phải làm ra cá, là cá này là cá câu cả nhà, cá câu là nó mới ngon á. Đây là tới mùa hồng giòn của Đà Lạt rồi cả nhà. Hồi nãy giờ anh tưởng đâu là măng cục mà. Không, trái hồng anh ạ. Anh đi Đà Lạt lần nào chưa ta? Đi một lần á. À, em nhớ rồi. Mà chưa hái dâu không? Lấy dâu. Cái mùa đó là không có dâu á. Là vô uống tà dâu. Dạ. Tà dâu khô. Mà không có dâu hái. Chưa đúng mùa á. Dạ. Là dâu lạnh. Tráng lên. Tráng ra đây lạnh chung mùa. Thì đợt đó là em dẫn gia đình mình đi đúng không ta? Dạ, lúc kia villa gì á, vợ chồng ở Mỹ đó. Dạ. Ngon. Em nói để bụng cho nó đang bút tên. Nhưng mà lại nói nha, tôm ngon. Cá ăn được hai cái má. Một phần đầu ít nè lắm. Có, tại cá đang còn nóng ăn luôn. Để mùi là tanh. Cái gì vậy? Để mùi là mắc không? Để tanh, cá biển. Để hai chín này anh đi đâu không? Anh cũng đâu có biết đâu. Ngày biển này anh vui, gia đình chơi này vui lắm rồi. À. Hôm nay phải nói Thái rất là vui luôn. Khi mà hồi nãy Thái cũng quên tên luôn cả nhà, Thái sơ ý quá. Là anh kết bạn Zalo với Thái là tên thì tiếng Anh ấy, nên Thái cũng không có giấu, Thái cũng biết anh tên gì. Cảm ơn anh đã dành một ít thời gian xuống thăm em Thái nè, sau đó mua 5 thùng sữa đến thăm các con ở mái ấm và gửi tiền cho sư nữa để gửi đến các con. Và hôm nay Thái rất là vui khi mà là một cầu vòng, một gọi là một kết nối anh à. Dạ, một kết nối để nhiều mái ấm mà cũng như là nhiều nơi cần nhiều chi phí để nuôi các em, các con và các cụ già neo đơn. Và Thái cũng có nhiều cô chú chia sẻ một ngôi chùa ở quận 8 là nơi đó nuôi hình như 150 mấy người già neo đơn. Và đa phần là các cụ già là đã gọi là mắc nhận thức được á. Dạ. Nó là cũng đầu óc bữa nay lớn tuổi ta giảm á, giảm trí nhớ ha. Đúng rồi. Và em cũng chia sẻ với mọi người á là có một chị ở chị Khanh hôm bữa ủng hộ 100 thùng mì á. Nay chị ủng hộ thêm 1.000 đô là gửi đến cho các bệnh nhân ung thư khó khăn và chia ra một phần như vậy là 200.000. Và hiện tại em Thái á là trong người á là về Sài Gòn sớm quá, thời tiết thay đổi á, vẫn còn gọi là hơi yếu đuối một xíu. Chắc tầm khoảng 1-2 bữa nữa Thái sẽ lên và lấy danh sách và nếu như anh ba còn ở đây á, thì em với anh ba lên, lên ba, phép với cô chú. Anh ba sẽ ở lại. Ở lại nha. Là anh đừng bảo mà ở lại đây ăn hải sản của em nữa. Bữa nhà mua hải sản, ủng hộ em Thái được tặng muối đất dẻo của vợ anh ba nha. Cũng có một lần là anh ba chạy xe máy phát quà trung thu á. Anh đi với chồng em đúng không? Nhận thức đó. Đó. Đó vào tháng 7 mà, đâu đó. Tháng 7 à? Ừ. Bây giờ em phải sửa mấy tiền. Dạ. Đi anh em mắc mưa luôn. Đó. Anh em đói bụng nữa, tới 12 phi luôn. Dạ. Lúc đó thì em Thái có em bé nhỏ á. Hầu như là em Thái á, ngày trước á, làm rất là nhiều việc nhưng mà lúc đó chưa làm YouTube với cả nhà. Và hôm nay làm YouTube thì ban đầu là thấy rất là ngại đăng, thì sợ nhiều cô chú hay là anh chị không hiểu thì nói mình làm màu. Nhưng mà mấy nay thì mình học được câu nói là làm màu mà giúp đỡ được mọi nhiều người, giúp đỡ được mọi người thì mình cứ làm màu thôi. Nên em rất là vui và là cầu kết nối rất là nhiều mạnh thường quân về để giúp đỡ mảnh đời nữa, nhiều mảnh đời khó khăn nữa. Có nhiều người nói này nói nọ, còn những người ta nghèo người ta cần cái đó. Dạ. Cần những người như vậy mình đi này đi nọ được. Dạ. Việt Nam mình bữa nay vậy. Dạ. Bữa nay kể cả có người nước ngoài về Việt Nam mình đi được cũng quá rồi đó ha. Dạ. Làm được cũng nhiều lắm. Nhiều quá.
hầm giòn ngon cả nhà, ngọt, rất ngọt, cực ngọt. Cái đuôi kìa, nó thương á. Thầy biết mà. Ngon. Ngon quá không? Cái hầm này không có hộp không? Tạm lên. Ừ, nắm cơm. Tôm sống mà kho á. Hả? Đúng. Chắc bây giờ em nói cũng sẽ kết thúc video tại đây. Để vào đi tắm nè, lên đồ. Và dắt mọi người đi trong gia đình mình đi ăn buffet. Và Thái cùng anh ba. Kính chúc khán giả của Thái Nhân Biển luôn luôn được bình an. Và cảm ơn các khán giả rất là nhiều luôn luôn theo dõi và xem những video em Thái để tạo động lực. Tại vì video mà lên mà không có ai xem á rất là nản, thậm chí là rất là buồn, một từ rất là buồn, không có dám quay video nữa luôn. Nhưng mà kênh em Thái là kênh nhỏ cho nên là những món ăn và những video sẽ là hàng ngày của em Thái, và cũng như là review ẩm thực bên ngoài. Hy vọng các cô chú, các anh chị luôn ủng hộ em. Giờ thì chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Mời mọi người xem quy trình làm mắm của nhà Thái nha. Đây là quy trình ban đầu. Thứ nhất là mình phải có cá cơm. Và mùa hè này về Thái vào cá cơm rất là nhiều. Nhưng mà để chọn những con cá thì phải có thêm những hạt muối. Đây là muối của bé Thái. Thái sử dụng muối ở Vĩnh Hảo. Và đặc biệt đây là của Cửa Lấp nha cả nhà. Đây muối được hòa luyện với từng con cá, làm cho con cá thấm vào muối, muối thấm vào cá. Sau đó chúng sẽ bỏ vào khạp. Đấy, với bàn tay điêu luyện của người dân quê Thái, người dân làng chài xứ biển, thì cái con cá và muối cũng đã trộn vào nhau. Mình sẽ bỏ vào những cái lu hay được gọi là những cái khạp như thế này. Khi mà mình bỏ vào trong thì mình nhớ là bỏ đầy luôn nha cả nhà. Đấy, những con cá, những hạt muối như thế này được sử dụng ở quê hương Thái, rất là biết ơn quê hương mình đã tạo có về cá cơm, còn có cả muối nữa. Với bàn tay của người dân và hiện tại về Thái, nhà Thái cũng đang kinh doanh và sản xuất nước mắm. Cảm ơn với những với khách hàng đầu tiên và những với khách hàng luôn ủng hộ Thái những chai nước mắm không hóa chất, được làm bởi truyền thống và không có chất tạo màu, không có chất điều vị, hoàn toàn 100% là tự nhiên. Và hiện tại nước mắm nhà Thái có bán trên YouTube Thái Nhà Biển với số like là 0938 280121. Hy vọng mọi người sẽ luôn yêu quý. Và đây là những giọt nước mắm khi mà đủ gọi là từ 6 cho đến 1 năm, tùy vào là đủ nắng hay không cả nhà. Đó, cái màu này là màu tự nhiên hoàn toàn cả nhà nha. Hoàn toàn tự nhiên, mình không có bất kỳ cái chất nào mà vào lu mắm của mình hết. Và bên này là mắm cái. Mắm cái hay được gọi là mắm nêm. Về Thái thường dùng để là ăn bún mắm nè, hay là ăn gỏi cuốn nè. Và hiện tại ăn với thịt luộc là một trong những món mà rất là ghiền ở xứ sở miền Trung, nhất là về Thái. Và đây là mắm mà Thái đã pha trộn giữa những cái khớp nè, những lát chanh và đường được hòa nghiền với nhau. Và cái này mà chấm thịt luộc nữa thì Thái nghĩ nó rất là ngon. Nếu như cả nhà không biết ăn về mắm nêm thì cả nhà có thể mua mắm chấm, mắm nhĩ Thái Nhà Biển để ăn một bữa ăn vừa ngon, vừa sạch và vừa sức khỏe.